Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh của mình. Và thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại yêu cầu làm clip đi bẫy rắn, cũng như là hướng dẫn đặt rắn và chỗ nào, địa điểm nào có rắn và cách bẫy rắn như thế nào. Thì hôm nay thì để đáp lại nhu cầu đấy thì mình hôm nay sẽ làm clip cũng như hướng dẫn mọi người cách bẫy rắn. Để thực hiện clip này thì mình phải có đây là lồng bẫy của mình. Đây, bây giờ mình cũng giới thiệu qua về cho các bạn biết là cái nguyên lý của cái lồng bẫy này nó hoạt động như thế nào. Đây, để bẫy được rắn thì trước tiên là mình phải có cái lồng như này. Lồng này thì mình mua ở chợ và rất nhiều nơi nó bán đấy, chỉ 35-40 nghìn cái thôi. Còn đâu mà mồi rắn thì rất nhiều loại mồi, nhưng mà thường là bẫy loại rắn nào thì mình dùng mồi đấy. Như hôm nay thì mình sẽ dùng mồi cóc thì bẫy là mang hoa. Đấy. Còn ví dụ như là đen trắng hay là cặp lông cặp lia thì các bạn phải bẫy bằng trạch hoặc là lươn. Đấy. Đây, bây giờ mình cũng hướng dẫn các bạn cho mồi vào nhá. Cho mồi vào bẫy. Sáng mưa to quá, tối qua lười không đi, sáng đi bắt mãi được mấy con cóc. Đây, cóc đây. Vàng ươm. Cho vào đây. Đây, cho vào đây. Và chỗ này mai này con rắn nó cũng vào ăn mồi cóc này là nó cũng sẽ vào từ cửa lành nhá. Rồi. Đó. Thì con rắn nó sẽ bò tới đây thì nó đi vào đây, chui vào đây. Đó, một đường vào là không có đường ra luôn. Đó. Thì cậu đi vào tới đây, cậu nhìn thấy con cóc này, cậu này tưởng là gái tơ là em đang tuổi trăng tròn. Đấy, thì nó vào yêu luôn. Đó. Nó vào một đường vào không có đường ra luôn. Đó. Rồi, hôm nay thì mình chỉ bẫy thử 4 cái lồng này thôi. Cái nhà mình thì nhiều lắm, lồng lắm, nhưng mà cũng không bắt được cóc, tốn thời gian. Quan trọng là mình phải biết chỗ nào có rắn và chỗ nào, địa điểm nào có rắn thì kẹo mình sẽ nói với các bạn sau. Đây, hai cái này cũng dẫn tách thôi. Mình cho vào. Ui, đứt gân tay rồi. Ông ấy làm đồng không? Nhắn này. Vâng, cháu vẫy làm clip bẫy rắn. Nhà nó đưa mà nó lột xác rồi. Ở đâu ạ? À? To không? Khu vực này không? Đây là cái nhãn này. Vâng. Nhưng mà cũng khó bẫy lắm, vì thường là rắn to mình bẫy khó lắm. Mình chỉ bẫy được cái loại 6-7 lạng là nhiều thôi. Nó này vào tốt. Vâng, nó khôn đấy. Mình phải dùng cái bát này để mình phủ kín cái bẫy này mọi người nhá. Vì là con rắn này nó ưa tối lắm, loài rắn này nó thích ưa tối. Vâng, khu này thì cũng có đấy, vì ngoài gần bờ sông Hồng này thì nó cũng nhiều rắn. Nhưng mà cháu đánh chỉ được loại 5-6 lạng là nhiều thôi. Loại này nó chỉ thế rồi, mất ý thôi. Vâng, không có loại to. To, khôn á. Đây, thế này là xong rồi đấy. Thế là cậu vào cậu ăn con cóc là dính. Mình đặt này mình cũng hạn chế đi xem thôi. Chỉ 2-3 lần mới đi thăm bẫy một lần. Vì là con rắn này nó rất là tinh. Có hơi người là nó không đến đâu. Nhưng mà không cho gì, con cóc có sống éo lồng đâu. Cóc này cho nước ông ạ. Có khay để cho nước vào. Mấy hôm nay trời mưa ẩm ẩm như thế này thì một tuần không cần uống nước mà sống vô tư. Chỉ sợ những hôm trời nắng thôi, vì cóc này là cái động vật thân nhiệt mà. Ưa nước. Như này là xong rồi mọi người ạ. Công việc còn lại là đi tìm chỗ nào, địa điểm nào đẹp để bẫy. Dây buộc ngắn quá. Như
như bây giờ hổ mang này bao nhiêu cái cho bán được thì bán bao nhiêu rẻ, cái loại 6-7 lạng bây giờ có 150-200 là cùng rồi. Một cân trở lên giá lại khác không ạ? Một cân trở lên thì nó tính theo lạng, có khi nó lấy 100.000 một lạng đó. Một cân trở lên đó, một lần một cân thì được 1 triệu. Ông đi làm đồng đây, ông có qua khu vực này hay gặp không? Đấy, chỗ đây nó lộn khác. Vâng. Còn giờ thì mình sẽ đi đặt nhá. Các bạn cùng xem mình đặt chỗ địa điểm nào là có rắn nhá. Bây giờ anh em mình cùng đi đặt nhá. Trời mưa, là vừa mưa xong rồi cỏ cây nó ướt lắm. Đây này, hoa đom đóm này. Đây là kè đá. Kè đá trước đê, cái đê hay đê này hai qua này nó gần vỡ, người ta phải kè như thế này là lại đấy. Đây đến nơi các bạn ạ. Khu vực này là rất nhiều rắn, vì là bản năng của con rắn thì nó rất thích là cái sự yên tĩnh, nên là nó rất xa đường và hai nữa là xa nhà dân. Đây là một cái khu nhà cấp 4 này, như mình được biết thì chắc nó cũng bị sập cách đây mười mấy năm rồi đấy, là bỏ hoang đấy, đúng là đêm trong căn nhà hoang này. Giờ thì cùng mình vào xem cách đặt bẫy như thế nào nhá, để mình hướng dẫn kỹ cho các bạn biết nhá. Con rắn ấy là nó chỉ cái mắt nó rất kém nên nó chỉ có đi ở giáp tường thôi. Mình cứ lợi dụng vào điểm yếu của nó, cứ giáp tường là mình đặt thì nó đi kiếm ăn, nó chỉ đi giáp tường thôi. Đây, mình sẽ đặt cái bẫy ở đây. Giáp tường luôn nhá. Mình xem đường đi là đường nào. Như con này thì mình sẽ đặt như thế này. Chỗ này mình đã đánh được 5-6 con rồi đấy. Ok. Đè viên gạch lên, nhỡ đâu có rắn to quá thì nó lại đẩy cái bẫy của mình đi. Đấy. Cái này là ok lắm rồi đấy. Đó. Lấy 1-2 cái lá này, che giấu vào đây. Đấy, vì là để nhiều khi có kẻ xấu ấy, họ để ý mình đặt như này là họ sẽ lấy mất bẫy của mình ấy. Thiên hạ giờ ít người tốt lắm. Rồi, một cái đầu tiên. Thế thôi. 2 ngày sau mình mới được đi xem một lần nhá. Hạn chế đi nhiều thôi là có hơi người. Ok, đi ra. Đấy, nó thế thôi, rất đơn giản thôi. Nó không có gì là phức tạp cả, nhưng mà quan trọng nhất bẫy rắn này là mình phải chọn được địa điểm và nơi nào có rắn. Hiểu được cái tập tính của loài rắn này thì bẫy của nó. Chỗ này mình chỉ đặt 2 cái thôi, còn mình sẽ đi đến địa điểm khác. Thì mình cũng không đặt nhiều. Mưa đi, nó trời nó vừa mưa xong nên là đi nó bẩn lắm. Vào đây thì xem cái này xem có đẹp không. Chỗ này là cái nhà cổ ngày xưa, mà đây là cái gì, kiểu cái bể nước ăn của người ta. Đây có cái miếu này.
mình sẽ đặt một cái nữa ở đây nhé. Ok, đường đi đây, hai bên kè đá, đặt một cái giữa này. Rồi, bây giờ thì mình lại phải di chuyển đến nơi khác để đặt nút hai cái còn lại nhá. Đây rồi, mình tới nơi rồi mọi người ạ. Đây là một ngôi vườn hoang. Đây là một nơi là địa điểm mà rắn cũng rất là hay ở. Thì bây giờ mình sẽ đi đặt nốt hai cái bẫy này nhá. Nào, cùng mình đi đặt nốt. Tường mà mọi người đặt là ok. Quay rõ đây để cho mọi người thấy. Đây là cái bà tường nhá, thì rắn nó sẽ bò theo cái ven tường này. Đấy. Và vào đây con mồi vào trực tiếp trong cái bẫy mình luôn, chắc chắn 100%. Ok, nấp cái đá này vào. Tránh mấy bác hành nghề hai ngón nhìn thấy mục tiêu luôn. Còn một cái nữa thì mình cũng sẽ đặt luôn ở đầu trên này thôi. Thì là khu này thì rắn là chắc chắn là có luôn rồi. Bốn cái bẫy này của mình cũng ít nhất cũng phải được một cái. Mình đang có kinh nghiệm đánh rắn lâu năm của mình rồi thì hết xỉn hết. Ok mọi người ạ. Ok. Vậy là mình đã đặt hoàn thành xong 4 cái rồi. Bây giờ công việc của anh em mình là chỉ đợi 2 ngày nữa đi xem kết quả là thế nào. Đây, nó có cái cây dâu này. Đang đói kiếm ngay được quả dâu ăn. Thôi, giờ mình đi về thôi. Đợi chờ 2 ngày nữa ra xem thành quả nhé. Vâng, sau khi đặt bẫy rắn được 2 ngày thì hôm nay anh em mình thử đi kiểm tra một lượt nhé, xem là có được rắn hay không nhé. Dụng cụ để đi kiểm tra của mình thì đây một chiếc móc này, đây chiếc móc bằng thép mình làm từ dây phơi để khi mà mình kiểm tra thì mình giữ an toàn đấy. Móc cái bẫy rắn lên nhìn thôi xem có hay không thôi, chứ cũng không phải chạm vào. Nếu mà có rắn thì tránh trường hợp là nó cắn hay là nó sờ, không phải sờ vào bẫy. Thì đây là găng tay. Đây là mình sợ nên là mình mới chuẩn bị kỹ càng như này, bảo vệ như này thôi, chứ nếu mà các bác thì bẫy rắn chuyên nghiệp thì không cần đâu các bạn ạ. Thế giờ mình cũng đi xem kiểm tra nhé.
đây một cái đặt ở trong góc ở đây các bác. Góc quấn còn thì không được nha mọi người nhé. Kìa, có thể nhìn thấy con cóc vẫn còn kìa. Và mình vẫn sẽ đặt lại. Cái bẫy này chưa còn. Và còn một cái bẫy ở ngay bên cạnh gốc dâu nữa. Trong vườn này chỉ đặt hai cái thôi mà. Chưa được này. À, đấy là chưa có thành quả. Đây cái gốc cây dâu hôm nọ này. Bây giờ thì mình cùng đi xem hai cái còn lại ở ngoài bờ sông Hồng trên đê Hai Trà các bác nhé. Có rắn. Được một con rồi mọi người nhá. Có rắn luôn. Đây, có thể nhìn thấy sâu ở trong là nhìn thấy. Đây mình moi hẳn ra cho mọi người xem. Được một con. Có rắn. Dính như một em rồi. Rất là vui. Sau cuối cùng thì cũng được một em. Bẫy này cái bẫy thứ ba của mình nhá. Mở ra xem nó con rắn gì nhé. Bẫy thứ ba này. Mà bẫy ở cái nhà hoang này lần nào hầu như cũng được rắn sợ. Quá nhiều luôn. Mang hoa nha mọi người nha. Con này con mang hoa này. Nhưng mà con này nhỏ thôi, con này chỉ được tầm 4 nạ, 4-5 nạ, con này nhỏ. Đây mọi người nhìn rõ con mang hoa này. Đấy, nó bành ra đấy. Nó ăn mất con cóc của mình rồi. Loại này rất là độc đấy mọi người ạ. À. Nhìn thấy thì tránh xa ra. Không là con loại này mà nó yêu nó hôn cho một phát là rất là mệt luôn ạ. Mình sẽ làm cho nó bành ra nhá. Mang hoa, con này còn mang hoa. Mọi người nhận nhìn thấy có thể nhìn thấy nó bành đấy. Mày dữ lắm, dữ như chó. Đường con rồi, ngoài này về chỉ có lướng thôi. Lướng hay lâu cháo. Đấy, mọi người có nhìn thấy nó rất hung dữ luôn đấy.
thành quả là được một em, thì còn một cái bẫy nữa thôi. Mình sẽ quận nó lại nhá. Mình sẽ quận nó lại và mang lên trên kia xem nốt cái bẫy còn lại nhá. Và tôi có khi cũng chả cần quận nó lại đâu. Mình cầm nó luôn đi. Con này con bé chứ mình bẫy được nhiều con to hơn con này nhiều, so gấp mấy lần con này. Con này như mình nhỏ. Rồi mình đi xem nốt mấy con cái bẫy còn lại không được còn không nhé. Mình để tạm nó đây. Mình còn một cái bẫy ở đây nữa thôi mọi người ạ. Cái này không được nha mọi người nha, còn nguyên cóc luôn. Cái này thì còn nguyên cóc luôn rồi. Chưa thấy được rắn. Vẫn còn con cóc luôn. Mình sẽ đặt lại. Vẫn còn nguyên con cóc bên trong luôn. Không được. Vậy là mình đã kiểm tra hết một lượt rồi đấy. Bốn cái bẫy của mình chỉ được một con thôi mọi người ạ. Cũng là có thành quả là ok rồi, nhưng mà rắn không to lắm. Rồi mà giờ mình sẽ mang con em rắn lên kia bọc và mang về thôi. Và mình sẽ làm món rắn nước. Vâng, giờ mình sẽ bọc nó cho vào bao rồi mình mang về nhá. Đây, ông quay gần gần vào đây thì cũng được cho mọi người nhìn kỹ em nó lần nữa đi. Đấy, có thể nhìn thấy nó rất hung dữ đấy. Em này ổ mang bành nhưng mà nó chưa đạt được độ tuổi lớn. Lúc toát hết cả đầu. Đấy. Thủ nó ở đây để cho nó về chỗ góc tối này. Để mình cái đây là quá có khóa chốt cửa lồng, mình sẽ khóa chốt cửa lồng và mình cho vào bao tải cho nó an toàn nhé. Đi về chỗ kia chơi. Rồi, ok. Đây là cái dụng cụ khóa của mình, để mình sẽ khóa cái cửa lồng này lại để cho nó không thể nào chui được ra nhé mọi người nhé. Đây có cái móc này thôi, rất là đơn giản thôi. Móc nó vào. Đấy, kéo nó lên. Kéo nó lại, đó. Ok, móc. Móc lên đây, béo quặp xuống. Xong, rời ra, không thể ra được luôn. Đó, rất là an toàn. Kẹp vô. Bây giờ thì mình đi về đây mọi người ạ.
Vâng. Mình đi về đây. Nếu mọi người thấy video của mình hay và ý nghĩa thì nhớ ấn like, cũng đăng ký cũng như chia sẻ kênh ủng hộ Mít nha. Hi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.